Nào bảo anh ơi, con tên là gì? Con và anh. Con bảo anh, thế con bảo anh con bố nào? Con bố đi sĩ. Bố Đình Sĩ. Con mẹ gì? Con mẹ Mẹ Phương Anh à? Đúng rồi, thế con học trường nào? Vincun à? Thế con mấy tuổi? Mấy tuổi? Con mấy tuổi? con 4 tuổi. 4 tuổi rồi á? Con gần 3 tuổi. Đúng rồi, thế nhà con ở đâu? À, nhà con ở Năm Nhâm Giáp Bát à? Đúng rồi. Thế thế bố hỏi nhá, thế con bò tiếng Anh là gì? Là gì? Là gì? À không nhớ. Ok. Cow. Có phải là cow không? Thế con bò tiếng Anh là gì? Thế con gà là có nhớ không? Nhớ thì phải đọc đi. Là gì? Chích gì chicken. À, bố hỏi lại nhé, con bò tên là gì? Con bò là gì? Là tịt. Cái bò tên là gì? À, thế bố hỏi lại con khác nhé, con khác dễ hơn nhé. Con chó tên là gì? Thế con mèo? À, là cat à? Con khỉ tên là gì? À, là monkey đúng không? Thế con gà tên là gì? Kên. Thế con bò tên là gì? Ok. Cow. Có đúng không? À, thế là cái gì đây? Cái gì đây? À, hen à? Thế thế cái gì đây? Cái gì đây? À, hết à? Thế cái gì đây? Nose à? Cái gì đây? Ai à? Thế cái gì đây? Cái gì? À, ears. Thế cái gì đây? Mouth. Cái gì đây? Teeth à? À, thì đúng rồi. Thế cái gì đây? À, chick à? Thế cái gì đây? Cái gì đây? Chín á? Cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì? Cái đây gọi là cái gì? Am. Đúng không? Không. Con Đúng. gà thế anh là gì? Con là xe anh nha. Cần. Chicken. Đúng rồi, thế con bò. Bò tên là gì? Con bà thi anh nè. Cao. Cao. Đúng cao không? Đúng À, đúng là cao à? không? Ừ. Đúng không? Thế bố hỏi nha. How are you? Yes, I am. Are you Bảo Anh? Are you ready? Are you ready? Nào tập trung là không đùa nhé. Nào, are you ready? Rồi, how are you? À, thank you. Con bò là gì? Con bò là Úi giời, giỏi thế nhỉ? Con gà là gì? Con nhà là Há là cái gì? cái nhà Là gì? chicken. Úi giời, good job. Good job, yeah. Yeah, rồi, thế nhà con ở đâu? À, nhà con ở Giáp Bát à? Thế số bao nhiêu năm, bao nhiêu Giáp Bát? Con 2 tuổi. Thế con nhà con ở chỗ nào? Đình Bát là cái gì? À, Năm Nhâm Giáp Bát à? Ừ. Bye bye Bảo Anh nhá. Bye 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 bye. đi, bye bye đi, bye bye. Bye bye.